Anh nhà mình đâu rồi chị? Chào cả nhà nhá. Thì cái cảnh hôm nay gia đình có cái mộc cổ nó đẹp quá, mình chia sẻ để anh em chiêm ngưỡng thôi nhá. Với gia đình không giao lưu. Đây là cây mộc tán nó đẹp như này các bạn nhé. Cây này cao khoảng cỡ 3,5 m, tán khoảng 3 m, tán hơn 3 m. Đẹp quá bạn. Mình muốn chia sẻ với các bạn, có nhà đẹp các bạn nên kiếm một cây mộc cổ này trồng nhé, không gian quá đẹp luôn. Không cần phải mộc thoát thân cao các bạn nhé, đây là cây mộc cổ rất là giá trị đẹp nhé. Này vành gốc khoảng 60 thôi, này còn hơn 60. Có thước này kia như thôi, chẳng cần mày vào mình chờ cái tay. Ôi chặt cả nó vanh này, cười vanh cái này cứ 60 thôi. Cái này bới ra trồng bonsai đẹp lắm. Lá nó đẹp không? Tháng sau thì nhờ, tháng sau thì các bạn gốc này. Đẹp quá. Không chê thế nào? À. Thân đây cái mộc bụi thôi nhưng mà nó to đâu đây, nó rất là lâu năm rồi. Mấy cái cầm để ta đứng cái đây, cái hình ảnh tiếp cái cảnh đi, máy có quay ấy này. Đấy. Cứ quay vào thế nhá. Đây, tiếp cái cảnh đây. Hai cây đấy, à cây này. Mình cao 1,7 các bạn nhá, đấy nhìn cây. Mày quay về tới đã. Ấy ơi, quay đây đã. Rồi, đấy. Đẹp chưa? Cây mộc đẹp chưa? Đấy. Nhìn thấy người chưa? Nhìn chứ. Rồi. Cây cái cây. Rằm ok chưa? Ông tán quá đẹp rồi, nó là một cổ rồi các bạn nhé. Anh được có 2 phút. 6-7 năm thôi. Dạ, to nó to thế. Chúng nó đẹp nhưng không ấy nhỉ. Nhà mình chẳng là gì có cái này. Em nhà đâu nhỉ? Xuôi ở đâu nào? Hả? Giang thì anh Yên Dũng đấy. Em ở huyện nào? Yên Thế cả, trai cầu vồng Yên Thế hả? Tân Sỏi à? À Bố Hạ thì trấn Bố Hạ luôn. Bạn nhìn hiểu chưa? Cái mộc nó chuẩn này, mộc cổ các bạn này nhá. Vành này vành 65 thôi các bạn nhé. Già ra nó già như này. Đấy, tán chỗ này phải 4 mét, trông nó xà ra này. Chiều này 3,5 m. Hả? Có đào tiên không, quay mà với cây mẫu đơn không? Bây giờ có 2-3 phút, ít nhất phải 5-6 phút. Đào tiên này, dành dành này. Có dành dành đâu? Dành dành đấy. Dành dành đấy, đúng rồi. Dành dành này, này có dành cổ nhỉ. Đúng cả. Đây là cái mai cứ quý lắm. Không gian này. Đấy, không gian các bạn nhé. Đấy, các bạn đây. Cái mẫu đơn cổ này nhé. Mẫu đơn này, cái dành dành này đúng có 102 này, cổ này nha. Đây này, gốc mẫu đơn này bách này, nó to, nó cũng là bụi nhưng mà nó to hơn, già này, ấy nó già như này, nó gốc mẫu đơn này này, thế là cái này bụi như của tớ đấy nhưng mà nó to, nhưng... cái dành dành quý nhỉ, này, to quá, bạn nhé, gốc dành dành đây nhé, ấy
cây. Không, cây là cây dành dành. Cây dành dành của đại dành ấy, nó phong thủy ấy. Cây này to. Đây cái mẫu đơn nhé. Ôi, chào cái cảnh nay đi ăn quán thấy có cây đẹp quá, chia sẻ cho các bạn cùng chiêm ngưỡng thế thôi. Thôi chào nha, cảm ơn chị nhá. Đấy, chị chia sẻ 3 cây thôi. Thôi, đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Nếu có cây nào đẹp mình chia sẻ cho mọi người. Ok.